có nhiều người thích hát, vì vậy họ có thể hát mọi lúc mọi nơi, họ có hát tại nhà hoặc là đến karaoke. Mình có không chịu gì được hát karaoke rất là có ích cho sức khỏe. Vậy những lợi ích đó là gì? Hãy để Ria bật mí cho tất cả mọi người biết nha. Hãy cùng xem nhé. Đầu tiên, hát karaoke giúp tăng cường năng lượng tích cực, loại bỏ stress, giúp anh chị lạc quan hơn. Thứ hai, hát karaoke giúp giảm cân và việc đốt cháy chất béo rất là hiệu quả đấy. Anh chị nào mà muốn giảm cân thế đã yêu thích ca hát chưa đó? Thứ ba, tốt cho tim và phổi, khi hít thở đều đặn sẽ tốt cho hoạt động của phổi, giúp mọi người thư giãn hơn. Thứ tư, hát karaoke giúp điều hòa hệ thống thần kinh thực vật, giải tỏa bớt cảm xúc căng thẳng, vì hệ thống thần kinh thực vật vốn chịu tác động của cảm xúc cũng sẽ được điều hòa. Thứ năm, hát karaoke giúp tăng bài tiết của ruột, cải thiện rối loạn kinh nguyệt do stress hoặc là do rối loạn nội tiết. Và cuối cùng, hát karaoke giúp làm đẹp da mặt. Biểu cảm gương mặt khi hát karaoke là liệu pháp tốt để kích thích mô cơ, tăng tính đàn hồi, giúp làn da luôn mạnh khỏe.